Xin chào tất cả các bạn nha. Video này giới thiệu các bạn tham gia một chương trình iGroup nhận 10 đô top cần có cái hiệu là AVL nè các bạn. Thì chương trình iGroup này nó sẽ end vào ngày mùng 5 tháng 5 nữa các bạn. Thì để tham gia chương trình iGroup này các bạn click phần link mô tả dưới video, mình mở link form ra làm nhiệm vụ các bạn. Vì mình đã check cái dự án này qua là con tổng cung của con top cần AVL này có 1 triệu top cần các bạn. Tổng cung khá là khiêm tốn luôn các bạn. Thì mình khuyên các bạn nên làm dự án này. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh trailer nè các bạn, tiếp tục comment follow tại Twitter nè các bạn và retweet post với the game. Thì làm iGroup thì có mã giới thiệu của mình, thì bạn nào ủng hộ thì ủng hộ, còn không ủng hộ mình thì điền mã giới thiệu của bạn khác cũng được các bạn, mình chỉ review thôi các bạn. Thì trên tại Twitter thì mình theo dõi nè các bạn, mình cũng không có tiếng ghép mấy bạn làm cái gì đâu các bạn ơi. Rồi bạn mới đáp lời, rồi các bạn retweet nha các bạn, retweet bài viết của nó nè. Làm là chủ yếu làm dự án thôi các bạn. Rồi các bạn like nè các bạn. Các bạn trích dẫn như tôi quyết nha các bạn. Các bạn dán tăng 5 người bạn của mình vào các bạn. Rồi các bạn tôi quyết lại. Rồi sau đó các bạn mới đáp lời nha các bạn. Rồi các bạn mở link form lại các bạn. Sao đóng luôn người ta. Rồi tiếp tục thì tất cả các bạn join vào nhóm chat mà nhiệm vụ follow minimum và follow rehook thì bạn bỏ qua nha các bạn. Tiếp tục trên nhóm group các bạn join vào người ta các bạn. Các bạn mình lệnh cho nó một câu đi các bạn. Good iGroup. Càng dự án nó tốt nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại link form nha các bạn. Rồi xuống đây thì các bạn su Telegram username thì các bạn mở Telegram của tất cả các bạn ra nè các bạn. À, các bạn. Trên Telegram thì các bạn nhấp vào ba cho anh cùng, nhấp vào setting các bạn sẽ thấy được username của mình các bạn. A cộng anh 1133 nha các bạn. Sớm làm dự án kia quên đi. Rồi các bạn điền vào A cộng anh 1133 username của tất cả các bạn nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền là username tại Twitter của mình nha các bạn. Trên tại Twitter các bạn vào mở tại Twitter thì sẽ thấy được username tại Twitter A cộng winvn9 nha các bạn. Tiếp tục thì bạn gửi là một cái link retweet nha các bạn. Thì các bạn mở tại Twitter của tất cả bạn ra nè. Các bạn nhấp vào ba chữ gạch cùng nè các bạn, nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Các bạn qua tại Twitter cho trả lời nè. Các bạn lướt xuống cái bài dự án của nó nè các bạn. Rồi các bạn chia sẻ bài này nè các bạn. Rồi các bạn sao chép liên kết nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại. Các bạn dán link review cho đây nè các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền là địa chỉ Binbi Smart Chain nha các bạn. Các bạn Mary Chocolate của mình ra nè các bạn. Thì bạn nào không biết lấy gì thì có thể lấy gì chính gì Safiban các bạn. Rồi các bạn sao chép địa chỉ Binbi Smart Chain của mình các bạn. Rồi BET20 nha các bạn. Các bạn dán vào đây nè. Tiếp tục các bạn cái phơ này thì mình có đã dưới phần link mô tả, các bạn điền giúp mình là A cộng anh 1133 nha các bạn. Rồi bạn bấm gỡ được xong các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 10 tờ đô tục cần AVL đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.